là vừa sáp vì nó giống như là sáp vậy á. Ồ cái trái này cũng nhiều cái ghê ha. Xong hết nè, thấy không? À, rất là đẹp, anh hợp luôn sử dụng hồ già. À, tô nhìn rất là đẹp ha. Và đây là tô bằng bằng cái phần này luôn. Tô bằng cái phần gạch luôn. Nên là nữ là tốn hồ cũng khá là nhiều. Trái dừa sáp sau khi được anh hợp đập ra cơ bác của anh chị. Ồ nó có nhớt. Này là loại này. Loại này là loại nó có nước mà nó hơi nhựa nhựa ha. À, trái dừa sáp nè. Mình muốn ăn ngon thì mình phải nạo ra. Gọi là dừa sáp vì nó giống như là sáp vậy á. Ồ cái trái này cũng nhiều cái ghê ha. Nhiều sáp cái ghê. Và lúc nãy thì Út Đồng Tháp cũng đi mua cái gì? Mua thêm một lon sữa bò và 10.000 đậu phộng. Mở nhà của chị Hương quậy bữa. Ồ cái này nó mềm mềm ha. Đúng rồi, bánh kem quá ta. Giống như cái gì ta? Bánh sáp mà, giống sáp mà. Không thử nè. Ôi gớt à. Giống như kem á, kem anh hiểu không? Kem á thì nói nãy giờ giống kem á. Ủa nãy nhảy hồng áp đi. Mềm quá ha. Lần đầu tiên anh cũng mới biết luôn. Đưa cho anh Hồng nào tiếp cái cho mượn kem mà chị Hương cái muỗng đó nè. Cho anh đậu đâu mà bắt cái kem. Thôi khỏi ăn đậu đi. Ăn này với lại sữa với lại nước đá là anh lớn anh mạnh tay đập giùm em trái dừa nó. Trái non kia nó không có nước kìa. Đập giùm trái dừa nó đi. Để em với anh Hồng. Để lâu không sử dụng thì nó vậy đó. Làm đi chị. Một trái dừa này nhiều cái quá ha. Sữa là được rồi. À đó. Đoàn kết nhau làm ăn này vui ha. Vui. Nhưng mà mình không nên nạo cái này nó tróc cái này ra nè đúng không? Đúng rồi. Ủa? Bỏ ba cái đường này ra. Cái hàm luôn. Em nạo gì không được vậy quá. Ờ. Đây là đặc sản của Trà Vinh nha. Đó. Ăn nạo dừa luôn hả? Nó. Cái này cũng kêu sát chỉ sát chín. À. Ồ một trái. Người ta mới kêu là dừa sáp. Một trái mà bao nhiêu trái dừa. Kinh khủng không? Kinh không? Còn có trái nãy nữa. À. Dừa nó có hai loại là một trời ơi. Nó giống như keo vậy nha. Thấy không? Người ta không trả ngoài miếng nước luôn. Đó để cho nó thấm cái này vô. Này là không biết cách ăn nha, hồi sáng đã có nói là không biết cách ăn rồi. Mình trộn này cho thấm này đúng không? Cơm ăn này quá. Đó, cái dừa đó là nó sẽ ngon, rất là ngon luôn, nó mềm, nó không có cứng như cái gia đình mình mà, nếu như mà gia đình mình 4-5 người mình mua một trái ăn là được rồi, đúng không? Đúng rồi. Đúng anh Đồng? Về mua cho vợ con anh ăn trái anh Đồng. Ăn thử anh Đồng. Đó, trái này mềm hơn trái trước không anh Hồng? Mềm. Bị trái này là nó còn lỏng. Đúng rồi. Còn cái trái đầu tiên là mình là nó sáp rồi. Trái này nó sáp ít nhưng mà nó mềm hơn luôn. Loại nha anh Hồng. Chắc một chả. Loại là sáp đặc và sáp lỏng. Sáp đặc là mắc hơn sáp lỏng phải không? Đúng rồi. Nó bị trơn đúng không? Bị trơn. Đây ngon quá. Hai trái mà đầy một tô luôn. Kiểu này chắc phải về mua hai trái tặng cho bà xã quá. Hân, gia đình anh ăn một trái là được rồi. Không mua ba trái tặng cho cha mẹ vợ trái, cha mẹ ruột trái, con trái mình ăn. Anh về anh đổi nói cha mẹ vợ con cho trái dừa cho con lon sữa. Đúng không? Đúng. Dì ba đó là 10. Dì ba mình nói 10 ly. 10 ly ăn được dừa đó. Mấy ông kẹp vậy mới được. Thì cũng quay. Trời. Được không anh Hồng? Được không? Được. Đúng rồi cái tay làm hầu luôn á trời. Đó kìa. Chị cho em mượn 10 cái ly đi. Chơi nhiệt tình luôn mà. Đây nè, đúng không? Ồ nó có keo. Cái này nó có keo rửa nó bị trơn trơn cái ta. Đủ mình cái ly không? Em đọt. Chưa biết cách. Không biết sử dụng như thế nào thì mọi người hãy để lại một phần ý kiến ở dưới bên phía nha để cho các anh em có thể rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Ở trên nãy giờ anh nạo không được, anh xuống lấy hai cái đùi anh kẹp lại. Anh kìm lại rồi anh nạo. Anh lớn rồi. Anh chia mấy này qua giùm em. Thôi mình nào khỏi ăn đường đi. Có sữa nó béo ngọt sẵn rồi. Ai thích ăn đường thì để thêm. Đó,
đó anh lớn được sữa luôn kìa. Bành cái nó chảy ra, chảy nó dịch dịch dữ lắm. Có trái nó đặc hơn, nước hơn nữa. Rồi, anh nói sao đến, anh nói thôi, thôi. Tôi chảy sữa nha. Dạ, dạ. Đi này chưa phải không? Dạ, chưa nào á. Cuốn ta mì mèo mà, cuốn ta trứng luôn. Múc vô anh Hợp ơi, múc vô chưa, múc vô giùm em đi, phân vô ly giùm em đi. Rồi để sữa vô, để gì nữa? Đậu phộng. Nước đá nữa là xong. Chị đi ăn đó hả? Đúng rồi, dầm. Nữa mình mua đem về hả anh Hợp? Nhiều ít nè, sữa nhiều ít nè. Giờ gọi gọi ít thôi, chia cho đủ. Vì nó béo sẵn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Nữa mình mua đem về ha. Đúng rồi anh. Thật ra thì em ngon cũng đã thưởng thức rồi. Đúng. Nhưng mà hôm nay rất tiếc là một cái là thiếu gia vị là đậu phộng. Có đậu phộng rồi, Hương đang, cô chủ quán đang gan. Có thưởng nước thiệt không đó? Út Đồng Tháp. Có thưởng thức rồi. Ở đâu? Khi nào? Ở nhà lúc mà anh họ của Bùi Hồ á. Từ thành phố Trà Vinh về có mua một cái về tặng cho Út Đồng Tháp. Tại vì Bùi Hồ đem ra tới 10 ly rồi. Chết rồi chứ. Cho nên máy chạy bị lấp bê. Rồi, ngon chưa? Giống như cái máy mà mình hoạt động nó quá công sức nó bị có ly nhiều chống lấp bê á. Có ly nhiều ly ít nha. Anh Hồng ơi. Ừ. Ly này sữa nhiều nè. Nước đá đi anh. Vâng. Mình tận dụng hết đầu. Cho em xin. Cho gọn gàng tí ha. Lên dùng anh. Anh Hợp ơi. Anh Hợp ơi. Anh lớn qua dùng coi cho cô bán anh chị thấy coi coi dừa sáp của Trà Vinh là số 1 không. Anh Hợp thưởng thức trước thì ngồi đi cảm nhận như thế nào đi. Mà cái nhà ấy, các nhà thì anh lo, còn mọi chuyện ăn uống để cho tụi em lo. Mời à, anh lớn qua đây ngồi. Anh lớn uống ngọt để thêm đường. Chị Hương ơi, em mời nè. Sao anh? Cảm nhận sao rồi? Chưa thấy cái gì chứ có sữa béo béo. Em mời cho chị Hương đi. Anh sẽ để thêm một ít đường anh Học. Em mời chị. Sao rồi? Béo à? Dạ. Có sữa béo béo. Ăn cái sáp dừa này nó cũng béo béo. Mà cái nước đá nó chưa có lạnh không? Tại vì anh biết sao không, dừa nhiều quá, dừa nó nhiều quá thành nữ là nước đá ít. Cái trái non nó ngọt nè. Ngọt cái hả? Cái trái sao á, trái sao nó mềm á. Vậy là theo anh là cái trái bự hay trái nhỏ ngon hơn? Thấy cũng được mà, cái này để nước đá cho nó lạnh nó thì đều luôn. Để nước lạnh á. Trời ơi, anh Hùng tiếp nó còn cạo thêm nữa kìa. Ừ. Ủa anh Hợp nói đúng á. Cái này ha, dầm xong cái mình bỏ vô cái ngăn đá. 100 đến 150 trái bỏ quá phí, đâu bỏ được. Cái này bỏ vô ngăn đá ha. Rồi sau đó cái mình tí xíu lấy ra, mình lấy nước đá bào á. Đá bào đúng hơn đá viên này. Cái mình dầm vô à, kiểu dạng như uống như đá bào á. Mời cô bác, quý anh chị, ông bà này, dùng dừa sáp với lại cùng các anh em nha. Một buổi trưa, thay vì nghỉ trưa thêm miếng nữa thì dùng món này. Quá ngon nãy rồi. Được rồi. Rồi đứng ra dùng thôi. Anh lớn qua đây. Ghế nè anh lớn. Anh Hợp ơi, ngon không? Không, bỏ thêm miếng đường. Có dặn miếng đường là nghiêm đó. Dạ hả? Tao mà không im là mày noi với tao. Có bỏ vô miếng đường ha. Không ăn xong cái hậu cái béo ngọt lắm nha. Mà ông bà cô bác dùng với mình một ly dừa sáp. Dừa sáp nha bà con cô bác.
ngon quá luôn á, ngon. Có cái điện thoại nữa. Còn mấy ly này á là cho dì Ba với lại cho Thầy Liên với lại bé làm gặp chung với chị Hương á, ngon ngon. Còn bây giờ thì chắc có lẽ mấy này ngon, mấy này mình ướp ốp máy đi cho một đồng với Đồng Tháp dùng với. Sau một buổi trưa các anh em cũng đã thưởng thức đặc sản của Trà Vinh là vừa sáp xong thì lật đật thì các anh cũng đến đây để mà làm những cái công đoạn tiếp theo. Và cô bác quý anh chị có thể thấy rằng anh Hùng đang ở trên giàn giáo để tô hết cái phần tường còn lại để ngày mai này anh sẽ dán hết cái phần này, dán hết cái phần gạch bông á, gạch men á lên hết cái phần tường này cô bác quý anh chị. Ngày mai thì nó sẽ là một cái ngôi nhà cái gì đó, sẽ là một cái gì đó rất khác ha. Và mới trao đổi với anh Hợp là anh hôm ngày bữa nay là thứ sáu Việt Nam, ngày hôm thứ tư anh nói khoảng 3 ngày nữa là về, có nghĩa là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nhưng mà nghe anh mới thay đổi nữa là tới thứ hai nặng đó. Thành thử ngôi nhà này nó những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ cô bác của anh chị phải nói là cực công, cực kỳ tốn công luôn. Như anh Hùng cô bác của anh chị thấy không, nếu như mà tô mét vuông đường phẳng bình thường là anh tô là 30 mét vuông bình thường đúng không anh Hùng? Yeah. Mỗi một buổi á hay là ngày một buổi chứ. Một buổi là 30 mét vuông mà khi mà anh tô vô những cái góc cạnh như thế này á cực kỳ tốn công luôn, anh nói tốn công dữ lắm luôn á. Anh tô anh nói để cho cái này mà ngày mai khô lại á thì mới dán gạch lên được á. À, cũng độ cô bác anh chị có thấy cái dàn đà trên đó không, dàn đà gác ngang đó đó, một cây đà gác ngang đó. Rồi hồi sáng này mới đổ xong, chiều nay tô luôn, làm không có kịp nghỉ ngơi luôn á. Hồi sớm ăn dừa gì? Dừa sáp ngon anh? Ngon. Bơ mình làm y ngang vậy đó. Dạ thôi hết tiền rồi. Một ba trái dừa, hai trái dừa bằng anh lớn phụ hồ một ngày luôn á. Thôi mời cô bác anh chị vô đây hả? Ăn một lần cho biết thôi. Đúng rồi, vài bữa ăn là khi anh mua về Đồng Tháp á. Đúng rồi, ăn với vợ con thì được, còn đây thôi mình ngưng đi, mình tiếc gì. Mình ăn mà nó ngán béo quá. À, cô bác anh chị thấy tường ở trên này anh Hợp cũng đã xô tô xong hết nè, thấy không? À, rất là đẹp, anh Hợp luôn sử dụng hồ già. À, tô nhìn rất là đẹp ha. Và đây là tô bằng cái phần này luôn, tô bằng cái phần gạch luôn, nên là nữ là tốn hồ cũng khá là nhiều, tô cũng khá là dày luôn cô bác anh chị. Sau khi anh tô xong thì ở ngoài này nè anh sẽ bắt chỉ xung quanh cái lam gió đó đó cô bác anh chị thấy không? À, dán tường đây nhìn màu khá là sáng ha. Rồi cái cảnh này nhìn nó đẹp sao đó. Gạch này là gạch hình chữ nhật, ở gạch hình chữ nhật nhìn đẹp lắm. Mà anh không phải là anh tô chỗ này không thôi, mà anh còn tô bên đây nè. Đây, đây là thường là ngôi nhà của mình á, thường ít tô ở mặt này lắm, chắc chắn là như vậy. Thường những nhà mà có tiền tí xíu ha, xây lên xong, xây nhà tường lên xong á, yêu cầu là dán phòng khách, thì thường là nhà của ba mẹ của Bùi Hồ á, là dán mặt này mặt đó với lại mặt bên kia, không có dán mặt này. Còn nhà Bùi Hồ là cửa kiến, còn nhà như thế này anh dán hết cái phần này luôn. Cô bác anh chị thấy không, này gọi là mặt trái đúng không anh Màu Đồng? Mặt trái ở ngoài trước dán, ở trong này dán luôn, mà dán nhìn đẹp ghê á. À, chiều nay nó thay đổi chỉ có một số chi tiết nhỏ như vậy thôi, mà thay đổi một số chi tiết nhỏ như vậy thôi mà còn tốn công kinh khủng luôn á. À, bên đây cũng đã dán xong rồi, sáng Bùi Hồ cũng có nói với cô bác anh chị á, dán phần này xong anh Hợp cũng đã bắt chỉ cái phần ở trong xong luôn kìa, đó thấy không? Đó, mỗi cái chi tiết nhỏ nhỏ nó cực quá ha anh Hợp, nó tốn thời gian nhiều ha. Đây buổi chiều hết cái mặt này không anh? Rồi ha. Này như này nè, nhỏ nhỏ bắt cạnh này nè, bắt cạnh này nó cũng tốn thời gian đúng không anh? Bắt cái tùng. Dạ, bắt cạnh này nó tốn thời gian lắm. Rồi sau đó còn phải đi bơi nữa, màu xanh ngọc nữa. Đúng rồi. Rồi xây gạch ở dưới này nữa nè. Đấy, anh xây gạch dưới này mới có được miếng à. Đó, xây gạch ở dưới này rồi phải tô dưới này nữa, còn tô dưới này nữa nha, rồi dán gạch ở dưới này nữa. Đó, là nữ là phải nói là cực kỳ cực công luôn. Ngôi nhà này màu hoàn thiện ha, rất là đẹp cô bác anh chị. Có nhiều cô bác anh Hợp anh nói ở nhà này mà phòng khách mà toàn là tường không, phải nói là còn đẹp dữ anh Hợp ha, là không ai biết luôn á. Còn khách mà nếu như mà dịch tường không là không biết là nhà to luôn á, tại vì nó xịn sò, nó rất xịn sò ha. Chiều nay thì cũng khá
thời tiết ở đây cũng khá là mát. Và bây giờ là mấy giờ để vừa hồi xem thử, 4:15 anh Hợp nói vậy chứ chắc không hết phần ở trong đâu, không hết đâu. Làm thợ hồ làm những cái chi tiết nhỏ như thế này á, lãnh thầu là tốn công dữ dằn luôn. Nhưng mà mấy anh cũng đã cố gắng để mà tranh thủ một ngày sớm nhất để bàn giao căn nhà để mấy anh còn trở về Đồng Tháp nữa. Hôm trước là dự định là khoảng 7 ngày đến 10 ngày mà hôm nay là đã 10 ngày chưa xong, ra gần nửa tháng luôn anh Hợp ha. Bữa nay là ở trên nhà anh cũng có đám giỗ ông ngoại á, anh cũng đâu có về được đâu. Cố gắng tí xíu. Nói này quay than nha, chia sẻ cố gắng anh chị biết được. Nói chung là ngôi nhà như thế này thì cũng mong chờ lắm, mong chờ của Bùi Hồ nè, của cô gia đình của cô Chính nè, và của cả các anh thợ và tất cả các cô chú quý anh chị xem kênh luôn. Chia sẻ như thế này cho cô bác anh chị hiểu thêm ngôi nhà nó cập nhật tình hình đến thời điểm hiện tại là như thế nào. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau ha.